Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Phú Mập ha Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi Trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình thì nếu mà các bạn nào đó có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe đó Thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là lâm sơn hoàng vũ a còng com Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số zalo của mình ha Số zalo của mình là 0938773799 Và mỗi cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang facebook chuyện ma vũ mập của mình Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha Mọi người có thể là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó cho thuận tiện luôn còn đối với những bạn bè nào đó mà vừa mới biết kênh của mình lần đầu tiên đó thì các bạn cũng có thể là bấm đăng ký cũng như là bật chuông để ủng hộ cho mình. Bởi vì mỗi một lượt đăng ký một người như vậy đó mình sẽ tự quy đổi ra 1.000 đồng trên một lượt đăng ký. Và tất cả những số tiền đó mình sẽ gom góp lại để mình đi giúp đỡ những hoàn cảnh đang khó khăn ở trong cái mùa dịch này ha mọi người ha. À rồi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 682 ngày hôm bữa trước ha. Thì ở tập 682 đó có cái bạn mà comment được nhiều người yêu thích và đồng cảm nhất đó, đó chính là bạn có cái tên là Nguyễn Nguyễn. Bạn này bạn đã cầm comment một cái dòng tin nhắn mà mình đọc mình cảm thấy là rất là xúc động luôn ha mọi người ha. Bạn Nguyễn Nguyễn mong muốn mình đọc tên cái người anh của mình, cái người anh đó tên là Hữu Linh. Theo như cái lời chia sẻ của bạn Nguyễn Nguyễn thì cái người anh tên là Hữu Linh đó đó uh, đã mất do cái bệnh COVID cách đây là được 4 ngày rồi. Thì khi mà anh Linh ảnh còn sống thì ảnh rất là thích nghe những câu chuyện của mình, thậm chí tới khi mà ảnh bị dương tính do COVID đó thì ảnh uh, cũng thường xuyên nghe những cái câu chuyện của mình, nghe những cái lúc mình tấu hài những mình lúc mình pha trò này nọ đồ để có thể là ảnh cười để mà ảnh quên đi những cái nỗi đau về thể xác à, nhưng mà không có may mắn là ảnh đã không có thể um, chống cự lại cái dịch bệnh đó và ảnh đã qua đời cách đây 4 ngày thật sự mình um, chia buồn cùng với gia đình bạn Nguyễn Nguyễn rất là nhiều luôn ha bạn ha và mình cũng hy vọng mà mình cũng chắc chắn là anh Hữu Linh á anh sẽ là một cái con người tốt và ảnh khi mà ảnh mất rồi ảnh sẽ mau chóng sẽ đi đầu thai thôi ha bạn gia đình bạn Nguyễn Nguyễn, Nguyễn ha à rồi thì um, nhân đây thì mình cũng chia sẻ luôn bởi vậy á cái cách kể chuyện của mình á có thể là nhiều người cảm thấy không thích là bởi vì nhiều, kể chuyện ma mà không ra chuyện ma mà chuyện hài nó cũng không ra chuyện hài thì nhân đây mình cũng nói luôn á là mình muốn kể chuyện như vậy bởi vì á, có những cái lần mình pha trò như vậy nó sẽ là những cái món quà uh, tuy nó nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ giúp được rất là nhiều người trong những cái giai đoạn đang buồn bã đang bực dọc chuyện gia đình gì đó đó thì khi mà họ nghe những cái những cái lần mình mình pha trò như vậy thì họ cảm thấy cái cuộc đời nó tươi vui hơn nạp cái năng lượng lại reset lại người mình và ngày mai bắt đầu lại tiếp tục chiến đấu với cuộc sống mà nhất là trong những cái cái tình hình dịch bệnh như thế này ha. Rồi, một lần nữa um, chia buồn cùng với gia đình uh, của bạn Nguyễn Nguyễn và một lần nữa em cảm ơn anh Hữu Linh. À, anh em biết là có thể là anh cũng đang ngồi nghe em kể chuyện. À, rồi, em cảm ơn anh Hữu Linh rất rất là nhiều luôn ha. À, rồi còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó, đó chính là bạn tên là Nghiệm Trần Duy. Cảm ơn Nghiệm Trần Duy rất là nhiều luôn ha. Rồi thôi, mà bây giờ là mình sẽ bỏ qua cái phần đau buồn đi ha bây giờ là sẽ vào những cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay dù sao mình cũng không có để cái cảm xúc nó 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 kìm mình xuống được mình phải vượt qua cái đó để tiếp tục phục vụ chuyện cho mọi người ha rồi bây giờ là mình sẽ vào cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay thì câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay do một bạn có cái tên là tới bạn này bạn đã gửi về cái zalo cho mình và bạn kể về hai cái câu chuyện cũng rất là hay và rất là kinh dị ha cái câu chuyện đầu tiên á là bạn kể lại là do bà ngoại của bạn gặp được thì cái thời điểm đó bạn nói là nhà của bạn thì ở dưới quê thì ở dưới quê thường thường khi mà người ta mua những cái đất mà đất không phải là đất mà được lên thổ mà được xây nhà nữa nha những cái đất mà đất trồng cây lâu năm hay là đất của cha ông người ta gồm được á cái sau này bắt đầu là ngày xưa gồm để đó là ngày xưa gồm bắt đầu là người ta trồng cái cây hay là cái gì đó ừ là nè nó từ chỗ cây me tới chỗ cây dừa nha là đất của tao là chỉ vậy thôi không ai giành giật của ai cho mọi người nhưng mà rồi sau này cái bắt đầu là dân tứ xứ người ta về dân những tỉnh khác người ta về người ta làm lụng cái đương nhiên rồi người có người này người kia những người mà tham này nọ đồ bắt đầu vô giật đất đó ừ chân ông làm sao ông chứng minh được kiểu kiểu như vậy thì riết á, dần dà bắt đầu á, là ở dưới quê bạn không biết là những vùng khác á, bạn bạn tới bạn không biết là những vùng khác như thế nào nhưng cái vùng của bạn thì thường á là sẽ trồng cây chuối để mà làm cái hàng rào đất bởi vì chuối nó dễ trồng nó dễ sống nữa và khi mà nó có trái thì mình đem ra mình hái mình ăn mình bán nó cũng được à, thành ra đất của ai là bắt đầu là trồng nguyên hàng cây chuối hàng dọc hàng ngang này nọ đầu đó rồi đó là, y như một cái hàng rào như vậy luôn thì rồi đó cái hôm đó có một cái ông ở trong sớm ông đó ông tên là ông tư ông tư này trong sớm gọi là ông tư cà rỡn Ông gặp ai ông cũng ghẹo á. gặp trời ơi mấy cái bà mà mình nói là mấy cái mấy cái người bác, mấy người lớn tuổi dưới quê mà miền Tây mình thường hay bị liệu đó mọi người, mọi người biết mọi người biết cái đó không? Có mấy cái clip ở trên Facebook nhìn cũng rất là vui. Trời ơi ha mấy bà mà liệu liệu mà gặp ông tư cà rỡn một cái thôi <laughs> nha. lỗi mọi người. Là người ta nói nha là cười suốt ngày luôn, cứ hù bả là bả nhảy lambada lambada không. Đó gọi là ông tư cà rỡn. À, thì rồi ông tư cà rỡn tới cái năm đó đó thì uh, ông qua đời mọi người. À, ông qua đời do một cái căn bệnh nào đó thôi thì khi mà người ta chôn như vậy thì nói ông tư gà rỡ như vậy thật ra là cái số phận của ông cũng rất là là là, là đau khổ đau buồn luôn là ông cũng gia đình cũng không có nhiều tới khi ông mất đó nha cái này nghe nó hơi quá đáng nhưng mà khi mà ông mất như vậy đó, còn không có đất để mà chôn đó không có đất chính chủ để mà chôn ví dụ như ừ là tôi có đất nhà tôi chôn đất nhà không có luôn đó đó là những người ở trong xóm, những người gia đình này nọ đồ đó là phải đi kiếm đại những cái miếng đất nào nhỏ nhỏ mà chưa có chủ. Mình gọi là đất hoang, đất nông trường, đất rừng, đất rú như vậy đó. đó thì lại mình chôn cất cái mộ. À, thì lúc này đó mới kiếm được cho miếng đất của ông T ông 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 tư rồi đó. Đó chính là ngay chỗ ở giữa hai cái hai hai cái hàng rào chuối. À, cái đất bên trái nè, à, cái đất bên trái là có hàng rào buổi chuối như nãy mình nói ha. Đất bên phải cũng có cái hàng rào nhưng mà ở giữa đó, nó nó chừa bề ngang độ khoảng cỡ 4 mét cái chiều sâu nó có độ cũng khoảng cỡ năm bảy mét gì đó thì miếng đất đó kiểu giống như là đất cây cối đồ xấu xí quá hèn sao đó người ta không chịu lấy người ta bỏ người ta không chịu lấy đâm ra trong sớm mới quyết định là sẽ chôn ông tư cà rỡn ở đó rồi thì khi mà chôn như vậy rồi đó thì bà ngoại cũng như luôn bà ngoại cũng là cái người cũng tới phụ hợ đám ma này nọ đồ tất cả các cái ha thì rồi đó bà ngoại và cái người cậu trong gia đình đó là chuyên là làm cái nghề là đi đặt lợp mà câu chuyện này là xảy ra lâu lắm nha, không phải gần đây nha cách đây cũng có mấy chục năm rồi đó thì đặt lợp là xui một cái đó cái hôm đó, đó là ngay chỗ mà cái mộ của ông tư cà rỡn đó đó là trước ngay cái mộ luôn kiểu như là cặp mé cái bên khoảng cỡ độ bốn năm mét như vậy này là nó có cái đường mương À, nó có cái đường mương người ta dẫn vô để người ta tưới tiêu cái gì đó kiểu kiểu như vậy thì thường là những cái đường mương đó kinh nghiệm đặt lập là chỉ cần đặt ngay chỗ mà những cái uh, những cái ngã tư của cái mương đó là thường là cá nó vô rất là nhiều thành ra là mới đâu đó khoảng cỡ được chưa tới cái thất đầu tiên nha mới vừa mở cửa mã hôm qua hôm kia gì thôi có nghĩa là còn khoảng cỡ một hai ngày nữa mới tới cái thất đầu đó đó nhưng mà bây giờ mình cũng phải đi làm thôi đúng không? thành ra là bà ngoại và ông cậu trong gia đình hay là hai má con đó là nói tóm tóm tắt là hai má con đó thì bắt đầu là mới đi ra đó để mà đi đặt lợp, đặt lợp cũng bình thường. <laughs> bà ngoại bà sợ ma lắm, trời ơi bà ngoại bà sợ ma mà sợ ma tan, canh gió lạnh luôn nha. Bà nói bà nói với ê, ê, mày hôm nay mày đi chung với má nha mày, ê, đừng bây giờ thôi kệ đi đặt lợp bình thường là phải chia nhau ra à, bình thường là đấu đấu cái đích vô nhau như vậy là mỗi người đi một hướng mọi người đi một hướng mình đặt nó mới lẹ được chứ còn mình mình đi mà đi đi kế bên kế bên không đặt lâu lắm nhưng mà má nó thôi hôm nay làm chậm chậm cũng được mày ơi chứ bây giờ để chia nhau ra rồi nó đứng gần gần cái mộ của ông ông tư cà rỡn này trời ơi ổng mà hiện ra ông 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 ra một cái chắc té đá quần rồi nha thì ông cậu nói ừ má cứ yên tâm đi đi nhưng mà rồi đi một hộ mọi người biết rồi mình nói rồi nếu mà đi chung với nhau á là cái cái năng suất làm việc á nó rất là chậm làm đâu một tiếng mấy đồng hồ bình thường làm phải cỡ 45 phút là xong rồi mà giờ làm một tiếng mấy đồng hồ chưa xong nữa cái đó nó hả má ơi kệ đi bây giờ thôi cũng đặt lẹ lẹ về còn sáng sớm mơi còn đi ra đồng nữa chứ bây giờ hai má con mình cứ lủi 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 đi có con con đường này biết chừng nào mới xong lợp còn cái đống cái lẹn đây nè thôi 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 đó, bây giờ để chia ra đi thì khi mà đứng lên rồi đó thì cái ông cậu này ông nói thôi máy cứ yên tâm đi bây giờ má bây giờ má kiếm cái chỗ nào khác má đi còn con con đi lại chỗ mộ của ông tư cho có gì có ma con gặp chứ má không có gặp đâu nhưng mà tiếc cái là khi mà đứng lên đó lúc này là cũng đã khuya rồi à, thì khi đó hai má con đứng lên nói, Chết bà rồi bây giờ rồi Ủa mộ ông Tư nằm hướng nào Sao bây giờ tới hù tới hụt Không có thấy đường nó ừ ha giờ tối quá này nhớ có mộ của ổng là nằm ở giữa hai cái hàng buổi chuối nè mà giờ bây giờ mà nó đứng lên một cái là nó nó tối thui là trời mà kiểu như là 12, 11, 12 giờ đêm mọi người nó tối thui vậy không có thấy đường nó thôi bây giờ chia đại đi con đi bên tay trái má đi bên tay phải chứ biết sao giờ đặt lẻ lẻ chứ còn đi về rồi ok cũng chia nhau ra để mà đi đặt à thì xui cái bà ngoại lại chọn nhầm cái hướng mà đi đứng kế bên cái mộ của ông ông tư cà rỡn luôn mà bà ngoại không có biết thì bà ngoại cũng không không cũng đi chút xíu cái không người xuống đặt cái lợp đi xíu không người xuống đặt cái lợp thì lúc khi mà đang đặt như vậy á có nghĩa là bà người biết rồi khi mà ai ai ở miền tây là biết khi mà đặt lợp là mình không có chuối xung quanh đâu giống như mình nói là mình đi cái lúa vậy đó là cái gì gọi là bán bán lưng cho gì bán mặt cho đất bán lưng cho trời đó mọi người Để cứ cứ không 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 xuống như vậy nè thì lúc này là bà ngoại đó đã đã kiểu như là kế bên rồi sát kế bên cái mộ rồi là cách cái mộ tầm khoảng cỡ độ ba bốn mét thôi mà bà ngoại không có hề hay biết luôn à thì cũng đang mình nói xin lỗi là chổng mông gì đó à cái đây đang đang khum khum chổng cái mông đang đặt 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 như vậy nè thì bắt đầu là bà ngoại nghe rồi bà ngoại nghe ông tư ông tư gà rỡ nghe đúng nghe cái giọng một cái đã ông này ông đặc biệt mà nghe một cái là biết rồi à thì ông tư gà rỡ mới nói gì nè ủa bà hai bà hai nay đặt lợp hen bà hai hen Trời đất ơi, vừa nghe một cái đúng là cái giọng cà rỡn thì cái giọng mà dân miền Tây chọc nhau là vậy đó. Đặc đặt lợp hả bà hai hen Đó, thì nghe một cái thì nghe nó vui thiệt đó. Nhưng mà cái giọng của cái người mới chết là không có vui xíu nào. Là bắt đầu ngăn. Mình nói ngang bà ngoại y như đứng hình. Khúc này nó vui lắm. Mà đứng hình như mày nè. Rồi, rồi, xong rồi. Chết mẹ, chết mẹ rồi ngang. Bà nội đứng cứng cứng như vậy nha không có dám nhịn nhúc nhích gì trên cái bà ngoại kiểu như mình đang không như vậy nè thì bà ngoại mới nhìn nhìn qua cái nách mà người tưởng tượng đang không mình nhìn nhìn qua cái nách như vậy nè thì khi mà nhìn 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 qua cái nách đó nha là thấy lúc này mặc dù cái trời nó tối nhưng bà ngoại nói là cái cơ thể của cái ông tư cà rỡn đó ông phát sáng mà ông màu xanh nha nhưng mà mọi người hay nghe chuyện ma nói là ừ là xanh màu xanh lá chuối này nó không có cái xanh này là cái xanh nước biển nó giống như cái xanh cái áo mình mình đang mặc như vậy nè đó là nó xanh xanh mà nó giống như là cái dạ quan vậy đó à giống như cái dạ quan vậy đó thì thấy ông đứng nha ông đứng ông dựa ông dựa cái lưng ông vô cái mộ á ông đứng ông dựa cái lưng ông dựa cái mộ mà cái chân ông hổng đất ở gian tay như mày nè ông đứng ông, ông đứng ông 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 ông, ông khoanh tay như mày nè ông đứng ông dựa ông khoanh tay như mày nè bà ngoại thấy tới đó bà ngoại không dám nhúc nhích luôn mình nói tại vì bà ngoại tới đó là, là sợ ma mà tàn canh gió lạnh mà thành ra là cứ đứng cứ ngắt cái trọng cái mông lên đứng chết mẹ rồi giờ sao giờ trời sao dám kêu con mình trong khi ông cậu ông tuốt đằng kia rồi ông tuốt đâu ông cách cũng cũng phải độ năm sáu m mét rồi lại bây giờ la lên sao nghe được đó đứng im đâu khoảng cỡ độ 10 giây 20 giây tính cái cách nào đó nha đó thì đang suy nghĩ như vậy bắt đầu là nghe ông tư cả đỡ không nói tiếp sao vậy chị hai sao giờ bà hai bữa đám ma tôi bà qua bà phụ bà hợ rồi bà còn dòm mặt tôi bà còn tặc lưỡi mà đúng thiệt đúng đó bữa đó bà hai bà, qua bà, bà, bà ngoại đó qua phụ cái kiểu như mình dòm vô nhìn mặt lần cuối cái thấy em chết trẻ quá nói trẻ trẻ vậy thôi cũng bốn mấy tuổi rồi nhưng mà cũng còn là trẻ đúng không mọi người mất sớm ha thì kiểu như là mình hàng xóm với nhau mình qua mình nói trời ơi bốn mấy tuổi mà chết kiểu, kiểu tiếc quá sớm quá tặc lưỡi tặc lửa gì đó đó là bây giờ ông tư ông nói là y chang luôn sao bà hai em bữa đắp ma bà qua bà giờ mặt tôi bà tặc lưỡi này nọ đâu mà giờ sao tôi nói chuyện bà bà không trả lời tôi là cứ đứng cứng khừ như vậy mà chống mông như vậy mà đứng sợ như vậy nè cái đầu khoảng cỡ độ thêm 10 giây 15 giây sau nữa cái bắt đầu ông giỡn nữa ông cả cà rỡn mà ông tư ông nói tiếp Bây không mấy giờ tôi tới tôi đứng kế bên bà nói chuyện cho dễ nghe hen bà hai hen trời ơi vừa nói tới đó một cái thôi nha là bà ngoại đang khum như vậy nè đang kiểu như đang trong cái tư thế khum nha <laughs> xin lỗi mọi người ha quay cái người qua quay từ 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 qua khủy cái gói xuống luôn có nghĩa là đang trong cái tư thế chổng mông vậy sẵn cái tư thế là quỳ luôn vừa quỳ xuống trời ơi tao lại mày tư ơi tư mày đừng có ghẹo mai tư ơi đừng kẹo, tao đừng ghẹo tao tao sợ lắm tư ơi thôi mày đừng ghẹo tao trời ơi tao sợ lắm tư ơi rồi đứng quỳ lại mà kiểu như là vừa lại vừa khóc vừa kiểu như nói cho ông tư cà rỡ nghe mà cũng muốn nói cho con mình nghe luôn kiểu như nói lớn vậy đó tư ơi tư ơi, mày đứng chọc tao à, là kiểu vậy đó để cố tình nói cho hai cả một ma một người nghe luôn đó à, thì vừa la lên như vậy thôi thì đương nhiên ông con đây ông nghe ông cậu ông nghe là bắt đầu là nghe tiếng lũm bẩm lẩm bẩm là ông chạy đây rồi mọi người biết mà chạy dưới mương mà chạy đâu có lẹ được là chạy lũm bẩm lẩm bụm lẩm bẩm leo lên bờ là chạy riết, riết 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 lại liền mà trời tối quá thành ra là năm sáu chục mét mình chạy đổ mình nói là khoảng cỡ 10 giây 15 giây là tới đúng không mà do trời tối quá ông cậu ông chạy đâu có kịp ông chạy cũng phải là cỡ hai ba chục giây ông mới tới thì trong vòng hai ba chục giây ở đó ngang trời ơi bà ngoại nó bả xá mà cái đầu bả đập xuống đất mà cành cành luôn sáng hôm sau ung cục gì nè hơn là kiểu như là đất đó nha đất sình đó ngăn chứ còn nếu mình nói là mặt bê tông này nọ là thôi chắc là bể đầu chứ không phải là giỡn cứ lại cứ, cứ đưa lên lại xuống lại lên lại xuống không biết đi chùa có lại phật được vậy không mà bây giờ gặp ma cái lại cỡ đó đó à thì khi mà lại như vậy chút xíu sau nữa ông con mới chạy tới gì má gì má cái gì vậy má gì vậy má sao má lại ai vậy má à thì ở đây nha thì lúc đó bà ngoại ngẩng lên bà ngoại vẫn thấy nha ông con ông đứng kế bên ông cậu đứng kế bên không thấy mà chỉ có bà ngoại thôi thì ông con ông vừa lại ông vừa xóc cái nách thấy má mình đang quỳ lại đập đầu bợp bợp như vậy lại xóc cái nách dở má mình lên chứ thì khi mà vừa dở lên như vậy là bà ngoại còn thấy là ông đứng mà kiểu như là ông lùi lùi vô trong mà giống như là ông cái, cái cảnh đó giống như là ai với miền tây biết những cái con mà con ba khía hay là những con còng con cua mà nó chui vô hang á thì á bà ngoại nói là ông này y chang như vậy luôn ông tư cà rỡ mà ông rút cái người ông lại ông chui vô không thụt lùi như vậy nè Ông thục ổng đút cái người ông ông khum khum cái người xuống ông thụt lùi ông thụt lùi vô cái mộ của ổng xanh dờn ha xanh cái màu xanh nước biển á mà nó xanh dờn mà còn cười nó khi mà thụt vô còn ở cái miệng cười cười giống như là ghẹo bà ngoại vậy đó thụt lùi vô cái bụp cái biến mất tiêu trời ơi bà ngoại là coi như xỉu ngang luôn ở đây là cậu phải giác bà ngoại cổng lưng cổng về ba cái lợp cái liếc cái gì đó là dục hết bỏ hết chứ giờ sau giờ đã về tới nhà bắt đầu là sức dầu gió rồi bứt tóc mai rồi nhấn vô nhân trung này nọ đồ tỉnh lại la làng la là, sớm mới kể mà vừa kể vừa chửi nghe khi mà về ở đó nó gặp sợ tôi tao lại mày tư ơi đừng hồn chọc tao miếu máu nước mắt nước mũi chảy về tới nhà có đèn có đuốc có con có cháu cái chửi nó bà mẹ đó thằng tư này bây giờ nó sống mà nó ghẹo tao hoài nó đi ngang ngang bữa nào mà tao gặp nó một cái tao sợ muốn chết tao gặp tao là nó 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 dỗ đít này nọ đồ nó chọc nó ghẹo tao bây giờ nó chết rồi tao đi đặt lợp thôi mà nó cũng ghẹo nữa nó đứng nó nói là cái gì nó để nó lại sát bên tao nó nói chuyện với tao này nọ đồ nó thấy tao đặt lợp nó biết vậy thôi nó im mẹ đi nó còn hỏi tao đặt lợp hả bà hai hen trời ơi chửi quá trời chửi luôn cái câu chuyện này mình kể là như vậy đó nha Mọi người thấy nó mắc cười không? Thật sự luôn nha, bạn tới bạn nói đó cứ lâu lâu con cháu này nọ đồ có dỗ quải đám cưới đám ma hay là lễ tết gì về chơi là bà ngoại lôi câu chuyện nó ra chửi bà ngoại giận dai ve kêu luôn sau này mấy chục năm cho qua lâu lâu về là cứ lôi cái ông kia ra chửi tụi bay đi chơi đó nghe sắp nhỏ bay đi chơi nè né né cái mộ của thằng tư cà rỡn rồi cho tao đó đó ngay chỗ mà hai cái bụi chuối đó cái bộ cũng nằm giữa đó nghe đêm hôm đựng lại đó nghe không nó hù nó chọc nè nè để bà kể cho nghe xưa rồi là ổng chọc bà làm sao nè là cứ hễ dịp nào về quê con cháu súng tụm lại là bà ngoại cứ đem cái câu chuyện nó ra kể mà vừa kể vừa chửi mà kể xong là sợ cái khúc mà ừ là thấy hiện ra này nọ đồ sợ nhưng tới cái khúc mà về chửi cái là bắt đầu ai cũng ôm bụng cười kha 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 hết trơn cũng y chang như mọi người khúc đầu nó ghê này nọ đồ ha mặt xanh như đít nhái nha khúc sau là cười là mặt đỏ như rượu vang luôn đó là lúc nào cũng vậy ha mọi người ha rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên như vậy cho tới bây giờ luôn mọi người là có như là bà ngoại rất là hiếm đi ngang cái đó có buổi sáng đi đi thôi chứ còn buổi tối là không bao giờ đi nhưng bây giờ thì bà ngoại cũng đã lớn tuổi rồi không có còn đặt lọt đặt liếc gì trơn á à rồi đó là cái câu chuyện đầu tiên của bà bạn tới đã gửi về ha thì cái màu sắc cái chuyện miền tây nó là như vậy nó kinh dị nó cũng có nhưng mà khi mà mình hiểu rõ được cái bản chất câu chuyện đó hiểu rõ từng cái chi tiết á Đâm ra nó lại cũng mắc cười ha mọi người ha. Rồi, bây, bây giờ là mình sẽ qua tới cái câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này mình cũng nói trước luôn. Kinh dị có nha, có kinh dị nha. Nó cũng có phần mắc cười nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là nó cũng có một cái phần nó hơi nó hơi kiểu mình gọi là sao nó hơi 18 cộng chút xíu nó hơi kiểu như là gọi là 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 tục tiểu chút xíu ha mọi người ha nhưng mình muốn bám sát theo cái luồng câu chuyện luôn giữ đúng những cái từ ngữ luôn thì mình xin phép mình nói trước mình sẽ dùng đúng cái từ ngữ như vậy ha lỡ có gì mọi người nghe nó hơi chói tai có con nhỏ thì ngưng đừng cho nó nghe rồi tội nghiệp mấy đứa nhỏ nghe rồi bây giờ là mình sẽ vào chuyện cái câu chuyện này đó là của cái bà chị hai của ông tới nè ông tới gửi chuyện nè bà chị hai này là bà gặp cái năm đó đó là cái bài chị hai bảo mới khoảng cỡ lớp 4, lớp 5 thôi thì mình độ khoảng cỡ 9, 10 tuổi Cái lúc đó đó là chị hai mới đi theo mẹ nè Mới từ ở dưới quê cho một người nha lên trên gò dấp Bởi vì là bà ngoại là đẻ nhiều con thì trong đó là có những cái người người cậu gì đó Là có vợ trên Sài Gòn, trên gò dấp nè Đó rồi bắt đầu là bầu bi, bắt đầu là mới đưa vô một cái bệnh viện nào đó Mình không có nói tên nha, một cái bệnh viện nào đó thôi, mình không có nói tên cái bệnh viện này không phải là một cái bệnh viện phụ sản không mà mình hay dùng cái từ gọi là bệnh viện đa khoa đúng không là có khoa này khoa kia đúng không gọi là đa khoa đúng không thì bệnh viện này cũng giống vậy là nó cũng nó có một cái phần nhỏ là ờ à, là dành cho phụ sản một phần nhỏ là dành cho tai nạn rồi tất cả mọi thứ gọi là đa khoa mà đó thì chị hai với mẹ đó đi lên trên đây để mà phụ hợ cũng đàn bạn gái thì chị hai năm đó cũng là con gái mà ừ, cũng nước nôi mình nói là xanh đẻ thì lao chùi này nọ đồ phụ nữ với nhau nó dễ dàng hơn đúng không thì những cái ngày trong bệnh viện không có ma không hề có ma có cỏ cái gì hết trơn đó là cũng đi về là cũng cũng bình thường thôi chỉ có lâu lâu là là mà là mẹ cũng có nhớ là lâu lâu cái bà chị hai bà đứng cái bà rùng mình bà đứng bà nghĩ rùng mình cái gà dốc bà nổi gì nè hỏi nói mày bị gì hai thì bà chị hai mới nói không biết làm sao nó con đứng chút xíu cái con hơi ấn lạnh chút xíu thôi nói ừ mày dưới quê lên đây đất sài gòn lúc nắng lúc mưa nhiều khi là mày không quen thời tiết thôi thôi, thôi, lấy cái áo gió mặc vô đi con là chỉ tưởng là nhiều khi là, là, là cũng cảm mạo này nọ rồi ba cái gió thổi ngang ấn lạnh nổi gai ốc vậy thôi rồi cũng sanh đẻ mẹ tròn con vuông cũng vậy trơn á rồi bắt đầu cũng về thì khi mà về như vậy nè thì gia đình của cái người cậu đó là ở trong một cái nhà trọ nhưng mà phòng nó cũng tương đối rộng nha. Rồi xung quanh cũng có hàng xóm này nọ rồi các cái cũng bình thường. Thì về tới đây được bữa trước bữa sau thôi, mới là kiểu như là chiều xuất viện ra là ngủ được đêm nó ngang là tới khoảng cỡ độ buổi trưa hôm sau là bắt đầu có chuyện đó là bà chị hai là coi như là bà bị nhập đó. Mọi người biết rồi, mình uh, gái nọ đồ dưới quê lên mà lên trên đây cái bắt đầu cũng thấy mấy bà cũng tụm năm tụm bảy rồi bà bảy bà tám rồi ngồi kiểu như là nhiều chuyện như vậy đó à, thì bắt đầu là bà chị hai bà cũng xin nói má má để ra đây con ngồi nói chuyện với mấy cô mấy gì thì má cũng dòm nó ờ à, ừ, thôi mấy bà hàng xóm mày ra mày ngồi nói chuyện với bà ngồi chơi với bà đi giao lưu học hỏi nọ đồ bệnh dưới quê mình lên mà thì cũng ra ngồi đó thì cái này là theo cái lời kể của cái bà hàng xóm mà nói lại ngang đi ra thì mình nói ừ là nhiều khi trời ơi đứa nhỏ chín 10 tuổi nó ngồi kế bên ừ là ngồi chơi con Thì cũng ngồi nói chuyện bà Tám nói chuyện trên trời dưới đất nói bậy tầm bả nó đùm lá trên đó thì cái bà hàng xóm ở đây là con nhỏ này nó ngồi im ru à mới đầu thì nó ngồi cái mắt nó trong hỏng cái mặt nó trong thỏ như vậy nè giống như là mình chứ quê mình lên mình nghe dân sài gòn nói chuyện mình thấy nó lạ quá cứ ngồi cứ giờ mình, Ờ, ờ ờ là có nghĩa là chị hai biểu lộ cái cái dáng vẻ là à tò mò cái dáng vẻ tò mò ờ lạ quá trời ơi, hay quá kiểu vậy được độ khoảng cỡ năm mười phút cái bắt đầu lâu lâu cái khoảng cỡ một hai phút cái chị hai bắt rùng mình cái bà chị hai bắt ngồi chứ bắt ngồi chờ họ mới đầu rồi đó bà còn ngẩng lên mình con nít mình ngồi mình phải ngẩng cái đầu mình lên đúng không mình ngẩng cái đầu mình lên mình nhìn như vậy nè nhưng mà chút xíu sau bà ngồi bà gục cái đầu xuống như nè bà, bà gục cái đầu cái bà rùng mình cái lâu lâu cái rùng mình cái thì các bạn hàng xóm mà kiểu nó ê chị nhỏ ừ, có lạnh không trời, này đóng nực thấy mẹ mà lạnh cái gì sao ngồi đây đùng mình vậy mà cứ khiều cứ khiều bà chị hai cái mà dạ dạ không có không có không có đâu cô cái ngồi chỏ cái mặt lên dạ trời à trời ơi đó dưới quê đâu không thấy nào đâu dạ dạ đâu khoảng cỡ được 5 phút cái gục cái đầu nữa gục cái đầu xuống mà giống như mình gọi là ngủ gục vậy đó ngồi rồi cứ ngủ gục xuống lâu lâu cái rung cái mình nhẹ cái rung cái mình nhẹ cái mà đâu ba bốn lần vậy đó trong đồng khoảng cỡ cỡ nửa tiếng đồng hồ ba bốn lần vậy đó cứ lâu lâu ngẩng lên ngẩng xuống rồi rùng mình này nọ đâu thì cái bà hàng xóm bà, đi bà thấy như vậy thôi bà nghĩ là ừ thôi nhiều khi nhỏ này nó dưới quê nó có cái bệnh cái tật gì đó mình ai biết được chứ cũng không cũng không, không, không có nghĩ là cái chuyện tâm linh tâm đồ để rồi mà mọi người biết rồi trời ơi khi mà bà tám mà sáp vô mà nhiều chuyện là quên trời trăng mây đất là không có nhớ tới đâu <laughs> Sau 4 năm lần đó thì cái nhóm bà hàng xóm này vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện chỉ trỏ trên trời dưới đất như vậy đó thì chút xíu sau đó nha. Cái này là bắt đầu là tới cái khúc mà hơi nó hơi tới nhịn nha. Bà chị hai đó bà ngồi cái bên như vậy nè, bà thò cái tay. Bà bóp cái vú bà hàng xóm. <laughs> mình, mình nói vậy nè, có nghĩa là những cái người phụ nữ người ta lớn tuổi người ta sồn sồn bốn mấy năm mấy rồi nhiều khi là ra ngồi trước cửa nhà nhà trọ mà ngồi trước cửa nhà thì nhiều chuyện với nhau thành ra là ba cái áo su chen áo ngực này nọ đồ người ta cũng làm biến người ta không có mặt thành ra là coi như là thả rong như vậy luôn mặc cái áo thun bên ngoài thôi cái này mình cũng hơi tế nhị đàn ông mà nói mấy cái này nó cũng hơi kỳ ha thì ngồi cũng bốn năm bà như vậy nè thì cái bà hàng xóm kế bên mà chị hai nó đang ngồi cái tự nhiên mà kia đi cái... mà chị hai bắt học cái tay bóp một cái thì khi mà bóp một cái thì bà kia bắt giật mình mới gì mày đánh cái tay cái bóp rồi đó gì nhỏ làm gì tự nhiên ngồi bóp lum la mày trời ơi đây rồi đang tôi dòm sao khủng mày, mày? đã cái bà chị hai mà cũng lúc này là bắt đầu là đổi thái độ rồi lúc này là cũng cười cười mà cái mặt nó dê lắm mặt chị hai bảo là con gái chứ không phải là trai nhưng mà kiểu như bắt cười kiểu như là bóp một cái bắt đầu bị quấn vô tay cái cười đó là cười kiểu đó đó cái bắt đầu thì cũng đang nhiều chuyện đâu đâu, đâu, đâu sao bà bà nói tới đâu kệ nó nhỏ nó biết cái gì thôi kệ nó đâu đâu bà bà nói làm sao rồi sao thằng sơn sao ờ ờ ờ có nghĩa là bỏ qua bên luôn cũng không có đếm lắm phải cứ hai ba phút sau cái bắt đầu là thọt cái tay cái bóp cái nữa những cái kiểu như bóp cái nữa cái bắt đầu bóp quýnh gì mày mình làm gì thì măng măng, bóp 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 khùng đi nhỏ này đó. bởi vì mấy nhỏ này đi quê lên nó kiểu như là dưới nó cà rỡ cà rỡ cái nó quen lên đây đang ngồi ngoài đường tự nhiên bóp 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 mày bóp mà tao đuổi mày về mày là bảy tầm ba không à sao sao bà nói tới đâu rồi bà nói tới đâu rồi à, à, à. đó là tiếp tục nhiều chuyện tiếp cũng bỏ qua bên nhưng mà chút xíu nữa nha khoảng cỡ hai ba phút nữa <laughs> bóp phần dưới mọi người biết rồi thì, đi ngồi trước mình ngồi là trước cửa nhà như vậy thì mình ngồi kiểu như ngồi trầm hở mình nhiều chuyện mình ngồi hở hởm như vậy phụ nữ mình chị em với nhau vậy nè mọi người tưởng tượng được ha thì đang cũng ngồi bà chị hai bà cũng ngồi bà cũng gục gục đầu đó bà rùng mình rùng mình cái nó bắt đầu bắt thọt ở dưới bà bóp thì khi mà thọt ở dưới bóp một cái nữa là là chuyện lớn nha ví dụ như mình nói là ừ là con cháu mình nó bóp ở trên này nọ đồ này, đàn bà con gái với nhau nó không sao nha chứ còn bóp phần dưới là không được cái này là là, 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 là bậy đó thì nó là cái, cái bà kia bà bực bà, 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 vừa quê mà bà không lẽ giờ mình lại mình sáng nó bập tay trong khi nó còn nhỏ mà không mình không làm được gì hết trơn nó... á cái bà quê quá cái bà tính bà đứng lên coi nó gì mày không được nha vậy là hổn nha vậy là mày bậy nha mày dưới quê nọ đổ dưới đó mày giỡn với bà tư bà bảy đổ dưới vợ được nha con trên đây đất sài gòn là không ai mà, 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 mà giỡn hết vậy đâu nha con con đừng có chơi kiểu đó nha chơi vậy là con chơi mất dạy con chơi một bậy một bạ nha làm gì mà con ngộn con sờ mó vậy con nó mặc dù biết là con cũng là con gái nhưng mà không con làm gì không có được đó vừa nói xong chưa kịp bật ngồi dậy nữa nha bắt đầu nha bà chị hai chín mười tuổi quay qua bắt đầu là ôm cái cổ bà tôi nói hùng hung mà kiểu như hung mà hung thèm thù hung cái cái liếm liếm thẹp 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 liếm lỗ tai liếm trên mặt liếm trên cổ mà nước miếng nước nước kiểu nó chảy chảy xuống như vậy mà ôm mà gỉ cái cổ cứng nhắc luôn nha. trời ơi cái bà kia bà la làng không mà cái buông tôi nghe tôi phải coi làm gì tôi cả làm gì tôi nó cắn luôn kìa nó cắn luôn kìa mà nhỏ có cắn đâu nó hung không mà hung mà liếm mà nghe chẹp 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 như vậy nè trời ơi ở đây ba bốn bà bắt đầu là ba bốn bà mình nói là người lớn sồn sồn nếu mà trẻ lắm là có mấy chị hai mấy còn không là số là bốn mấy ba mấy không bu lại giật nhỏ ra không được bà chị hai năm đó chín mười tuổi thôi mà giật ra không được luôn bu mà ốm chứ người hung hít hít giống như là trời ơi vợ chồng mà lâu năm gặp lại hung hít dữ lắm chút xíu sao nó đánh mà đánh bánh chẹp chẹp mà cái tay nhỏ đỏ quét đỏ ké như vậy lên luôn mà. đó chút xíu sao mới buông ra mà buông ra là bà chị hai bảo buông ra nó ngang bả chủ động bả buông ra nó ngăn buông ra xong cái bắt đầu ngồi bắt đầu so so cái tay cái cười mà kiểu như cái giọng cười dê mọi người cười. cười à trời ơi cái bà hàng xóm kia bả sợ bà kiểu như là lúc đó nha người ta vẫn chưa có nghĩ là bà chị hai này là bả bị ma nhập mà người ta nói kiểu như là thật sự cái này nó cũng hơi kỳ chút xíu là dân mà ở sài gòn thường thấy dưới quê mới lên cái hơi kỳ thị chút xíu mọi người hát đây là thực thực trạng xã hội luôn ở bây giờ ở ngoài cũng gặp hoài mình thấy mình cũng không cũng không có nên cái điều đó hay nhưng mà ngày xưa là bị hoài nó nhỏ này nó ở dưới quê chắc té giếng té giếng cái gì nó khùng khùng điên điên không tự nhiên ngồi xong rồi bóp trên bóp dưới liếm hùng lùm la trên đó đó à, là chỉ nghĩ như vậy là chỉ nghĩ là bà chị hai bị khùng bị điên thôi chứ không có nghĩ là ma luôn bà mới đứng lên bà đi vô trong nhà à bà mới đứng là bà đi vô nhà bà đi vô chẳng bà vô kiểu như là bà vô bà rửa rái mày nước nước vải nọ rồi bà rửa rái để mà sẵn cái là bà ngồi bà tụt cái quần mới ngồi bà đi vệ sinh ha thì á khi mà đang ngồi bà đang ngồi bà đi vệ sinh ở đây đó thì cái bà chị hai bà đang ngồi thì ba bốn bà kia hỏi nói sao con rồi con bị cái gì bộ ở dưới quê con là là con hay giỡn vậy không được cái con ở đây trên đây là đất Sài Gòn người lớn tao không có giỡn vậy con giỡn vậy là không có được giỡn vậy là mất dạy không không có giỡn kiểu như người ta đang phân tích cho bà chị hai bà nghe thì bà chị hai cái lúc đó đang bị nhập rồi mà cứ ngồi cứ ngáo ngơ mà cứ đã cứ cười cứ nói cái gì cũng ngồi cười 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 vậy không à mà vậy nó ngang mà vừa nghe bắt đầu là vừa nghe cái tiếng giật bồn cầu trong đây kiểu như là bà cái bà bị liếm đó bả bả vừa tiểu xong bà giật nước cái bồn cầu đó vừa nghe một cái ngang bà chị hai bả tung nha bà tung bả bật vậy mà ba bốn bà kia làm lại kiểu như mất bất ngờ đó bà tung cửa bà chạy vô bả đạp cái cửa một cái bà kia chưa kịp kéo cái quần luôn ta nói là có cái gì thấy cái đó à mà nói là có cái gì thấy cái đó nha bắt đầu tung vô một cái nha bà chị hai bả lại bả gỉ cái quần Kiểu như mình phụ nữ mình 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 kiểu như mình mình ngồi mà đúng không? Mình đi vệ sinh ngồi đó thì cái quần mình để ngay chỗ mắt cá chân nè. Thì mình đi xong mình chỉ cần đứng lên mình kéo lên thôi nha. Thì bả vừa đứng lên như vậy bả chưa kịp kéo bả mới vừa mong mông bả chưa kịp kéo nữa thì bà chị hai ba vô chụp cái quần gỉ Trời đất ơi thì mọi người tưởng tượng cái cảnh đó đó nó vừa kinh dị mà có phải là nó cũng hơi mắc cười đó không mọi người ha hết tới nhị nha ba bốn bà kia bu vô một cái nha bà chị hai ở đây bà gỉ cái quần bà cứ gỉ 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 ra như vậy nè bà kia bà la ai la bắt đầu chụp cái quần kéo 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 lại trời ơi tao nói nghe mấy ông này ông tưởng vụ gì mấy ông này ông bay qua mấy bà kia ôi, ôi 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 đi ra đi ra đi ra không cho vô không có cho đàn ông vô tại vì ở trong kia bà kia bà kiểu như mình nói sao đây là 100% trăm luôn mà nuôi 100% luôn mà sao cho đàn ông vô được đó thì chút xíu sau khi mà ghi một hồi nó cũng dỗ dỗ cái tay bẹp 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 như vậy nè chút xíu nữa bà chị hai bà mới buông ra thì khi buông ra bà kia bà kiểu giống như, là bà kéo cái quần lên rồi là bà đuổi ra hết bà khóa cửa bà sợ mà cái mặt bà tái mét à mà bà chị hai bà cười không mà trời ơi mình nói là bị quính lúc đó là quính thiệt nha lúc đó là tán vô mặt này nọ đồ giọng vô mặt là cành cành luôn đó tại vì chơi vậy là không có được nít mà mà chơi vậy là hổn quá là bây giờ ba mẹ mày không dạy mày tao dạy quýnh luôn chứ không phải là ấy đâu là cái mặt gì Hai đầu thiếu đều muốn bầm luôn rồi á mà cười không đau đớn gì con nít mà bị quýnh cỡ đó cái tay tao nói gì dỗ chát chát đàn bà mà tay dỗ thì mọi người biết rồi không khóc một miếng nữa mà cười không cười mà cái mặt cười dê yeah, mà nó kỳ cục lạ đời lắm kìa đó thì ở đây bắt đầu là người ta mới chạy qua đây người ta mới kêu tại sao ngay từ đầu um sùm nãy giờ mà mẹ không biết rồi nội gia đình của chị hai không biết mọi người biết rồi phụ nữ mới vừa sanh đẻ về là người ta là kính cổng cao tường đóng cửa kéo màn rồi kiểu như hông thang này tất cả mọi thứ là hầu như là không có quan tâm tới bên ngoài bây giờ nè người ta mới chạy qua trời ơi bà ơi bà coi nè con bà bà giống dưới quê lên nó khủng điên này nọ đồ nó, nó bóp nó về người ta này nọ đồ người ta đi đái nó kéo quần xuống lum la kìa quá bà coi kìa đó thì ở đây bắt đầu là mới chạy qua thì khi mà chạy qua bắt đầu lúc này đó thì xong hết trơn rồi thì những cái người đàn ông trong xóm người ta mới bu lại thì những người đàn ông ở trong đây có một cái ông, ổng bụng hơi phệ, được biết là ông này là ổng không phải là chủ trại hờm, nhưng mà kiểu như là ổng cũng bên cái vàng bên là đậu tì mọi người. ha Ổng cũng hơi đành tâm linh chút xíu. Ổng mới giờ ổng thấy rồi, ổng giờ từ đầu đến cuối là ổng thấy rồi, nhưng mà tại vì đàn bà này nọ rồi thấy tuột quần này nọ, tất cả các cái thì ổng không có tiện tới đúng không? Bây giờ xong xuôi hết trơn rồi, ổng đứng bắt đầu là cũng thấy mẹ cũng đang lôi kéo chị hai về mà chị hai nhất quyết không á không có dễ cứ gục gục cái tay ông đi đâu, đi đâu hết trơn đang đấy đang vui đang vui đang vui không đi đâu hết trơn á đã ổng sấn sấn lại ông hỏi liền ổng sấn sấn lại ông hỏi một câu thôi là bà chị hai đứng cứng ngắt liền dòng dế đầu tới đây về đi dây sợ ông ta đây một câu một duy nhất là bà chị hai tự nhiên bà đứng bà đơ bà đứng bà đơ cứng ngắc luôn nha mà bà đơ là hàng xóm xung quanh là đơ luôn tại vì hồi nãy giờ từ đầu tới cuối là tưởng đâu là con khùng con điên mà tự nhiên nhào tới hỏi trong vía đâu mà nhập vô nhỏ là dây sờm Mới là tự nhiên bà chị hai bá im ru cái ở đây nó cũng là được rồi điếng hồn ủa vậy là nãy giờ nó bị ma nhập đó hả trời thần đất quỷ ơi tưởng đâu nó khùng nó điên ai về nó bị ba nhập rồi ai mà sợ sợ đó là chui vô phòng trọ đóng cửa tắt đèn trốn còn ai mà gan gan chút xíu nha đứng cửa sổ đứng ra đình thì lúc đó thì dạt hết trơn rồi lúc đó là chỉ còn mẹ nè rồi chị hai là một vài người nữa và cái ông bụng phệ đó rồi đứng đây ông kia bắt đầu là ông kia rồi ở đây nó có ai có mấy cây nhang cho tôi mấy cây nhang với lại coi bộ ai quẩn quẩn chạy ra mà chợ mua ba cái đồ đồ cúng đi heo quay dịch quay đồ cúng để tôi nói chuyện với người ta coi nha chứ không có phải là đánh đập gì đâu nha để đây tôi nói chuyện cái coi rồi bắt cái ghế ngồi xuống nói chuyện hỏi tên hỏi tuổi hỏi quê quán thì được biết mình, mình xin mình không có nói họ tên nhưng mà mình cái ông đó thì ông xưng ông là tên bình à là cái vòng cái vòng chị hai cái vòng nhập của người chị hai đó xưng là tên bình quê Long An á à, quê Long An đó rồi cũng lên đây cũng làm lụng này nọ rồi đó thì bị tai nạn rồi khi mà đưa vô bệnh viện á là chết trong bệnh viện rồi cái hôm đó nó vô tình thì cái bà chị hai này bà lên bà à, à, chăm sóc có nghĩa là nếu như <laughs> cái người chị hai này đó ví dụ như là chăm sóc ở trong cái khu mà khu phụ sản không thì chắc cũng không, không có gì dữ lắm nếu mà có dông theo á là dông nhi nó theo thôi đúng không hoặc là dông nữ là dông phụ sản người ta sanh đẻ không có được trôi trải người ta mất thôi nhưng mà bà chị hai mọi người biết rồi trời ơi dưới quê lên cái gì cũng xanh xanh đỏ đỏ ở nhà cao tầng này nọ đồ thì cũng đi cũng đi chơi đi quanh đi quẩn lâu lâu thấy uh, má bà lo cho uh, uh, vợ của ông cậu nọ đồ cái buông cái là đi đi vòng vòng cái đi qua bên những cái khu mà phòng cấp cứu này nọ đồ thấy xe cộ đông đúc trong một cái bệnh viện cái chỗ đông nhất là cái khu cấp cứu à mà con nít thì thấy cái chỗ nào đông thì nó lại hiếu kỳ đúng không nó có một cái sự logic hết trơn đó bà tới bà đứng bà ngó bà đứng bà chắp tay sao đất vậy nè những người chứ chắp tay sao đất vậy mà cứ đứng ngó 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 dởm gì lạ sao băng sao mà xe chạy quá 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 đưa vô và nọ rồi thì trong cái quá trình bà đứng như vậy đó thì cái ông bình này nè ông thấy hợp hợp cái vía hợp cái tuổi hay sao đó thì ông mới theo <laughs> thì khi ông bình này ông nói đó ông theo như vậy là ông chỉ muốn là ông về tới đây nè để ông coi có cái gì ăn hay không nè à có cái gì ăn uống này nọ đồ ông ăn xong ông đi thì khi mà ông nói vậy các ông muộn phải cái nó phải vậy không phải vậy không sao uh, tôi đứng đây tôi thấy rồi, rồi nhập vô nhỏ rồi, 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 rồi bóp này nọ được của người ta rồi, rồi người ta vô tôi đi vệ sinh rồi, rồi ông kéo quần người ta ông ông bậy tầm bạ người ta rồi ông nói là ông đòi cái ăn im ru y mà nói là y chang như người ta thử mấy ông mấy cái người yêu rau xanh mà mình bắt mình hỏi này nọ được coi nếu mà nói uh, trúng tìm đèn cái là im ru và tội phạm đúng không? là ông vậy nói trúng một cái là không có chối gì im ru đó thì bắt đầu ông, ông im im một hồi lấy cái tay thấy còn vò vò cái tay cứ, cứ, cứ đứng ở à, kiểu vậy đó kiểu như đứng như này Ờ à, giờ nhỏ đó mệt rồi tôi đi nha tôi đi nha là vừa nói xong một câu cái là bà chị hai bà xỉu ngang luôn đó bà chị hai bà xỉu ngang bà hết biết cái gì rồi ở đây đó ông, bắt đầu ông bụng phệ mới rồi xong chưa kịp cúng kiến gì hết mới nói chút xíu rồi nhắc cấy rồi bỏ chạy rồi Thôi, 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 thôi mạnh nay nó về đây xong rồi đó xong rồi đó rồi hồi đó ba cái đồ cúng kiến nọ đem về thì à, nếu mà coi tình hình đó, khoảng cỡ độ nửa tiếng 45 phút một tiếng ở đi coi nhỏ nếu mà ông bình nó không quay lại đó thì thôi bài đồ ra rồi mua thùng bia về ngồi nhậu luôn chứ giờ lỡ mua đồ cúng rồi không lẽ để nó thiêu nó hư rồi mạnh nay nó về nhưng câu chuyện nó chưa kết thúc ở đó nha đưa chị hai lúc này là mẹ kể khi mà đưa chị hai về tới phòng thì cũng hỏi chị nó rồi con nhớ gì không thì bà chị hai bắt cứ gãi đầu nó con chỉ nhớ tới cái khúc mà sinh mẹ ra rồi ngồi trước cửa uh, nói chuyện với mấy bà hàng xóm rồi ngồi nghe nói cái gì sài gòn rồi bến bạch đằng tất cả cái cái đang ngồi vậy xong cái rùng mình rồi, lúc nhớ lúc quên thôi coi như là bị nhập là không nhớ gì đâu tại đó thôi thì giờ con cũng mệt rồi trời ơi dòng vía mà nhập vô mà người lớn mình còn mệt chứ đừng nói nít Thôi tao nằm chút xíu để má mới vô má bắt cho tô cháo rồi ngủ chút xíu tỉnh dậy rồi ăn uống thuốc ăn vô chứ để mệt cảm sốt mày nội đâu đang nằm chút xíu má đang má quay qua đây má mới bật tô cháo lên bật cái nồi cháo lên chút xíu đồng khoảng cỡ 5 phút đồng hồ thôi nghe tiếng cười nghe tiếng cười mà cười mà kiểu như cười mà khúc khắc khúc khắc cuốn nít nó cười, <cười> lúc đó thì, lúc đó bắt đầu là mẹ mới nghĩ nó không lẽ con mình nó lớn rồi chín mười tuổi không bao giờ nó cười như vậy mà bây giờ nè nhỏ cháu mình nó kiểu như là em mình nó mới vừa đẻ ở đây thì trời ơi trời mới vừa đẻ ở đem bệnh viện về còn đỏ, hổn vậy không lẽ giờ nó cười như vậy đó thì quay qua một cái là thấy bắt đầu bà chị hai bắt ngồi lên bắt xếp bằng bắt ngồi bắt ngồi bắt xếp bằng mà bả giống như mình nói là con lật đật cái đó mọi người ngồi cứ dựa lên dựa xuống cười đó cứ cười vậy trời ơi huống hồn hú dế nhân là mẹ lao ra khỏi phòng là mẹ chạy lại chỗ bụng phệ đó, Nga bụng phệ cũng đang ngồi mình nói là chờm sớm đang ngồi cà phê cà pháo rồi nói ba cái vụ ma nhập hồi nãy đó, lại cứu con tôi, con tôi nó nhập nữa rồi nó nhập nữa rồi nghe, đó ở đây bắt đầu là chạy lẹ 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 về vô bắt đầu ngồi cười nữa, thì ngay cái lúc này ông bụng phệ ông vô ông hỏi cỡ nào ông hỏi bà chị hai bà cứ cười là cười ông hỏi đường ông tôi cười đường tôi kể tôi nít, giống Nhi mọi người, tại vì trong bệnh viện phụ sản chắc là mấy cái đứa mà à cũng không có may mắn không có được chào đời đó mà người hư thai đó thì cũng đã theo nhưng mà có thể là do là cái vong của ông bình nãy vong người lớn à là cũng kiểu như là hai vong dành giật để nhập đó mà đương nhiên thì người lớn lúc nào cũng phải là quánh thì cũng thắng được nít đúng không thành ra là ông bình nhập trước còn cái đứa nhỏ đó bây giờ ông bình cũng ra nè đó thì cái đứa nhỏ nó mới nhập vô mà kiểu như mấy đứa nhỏ mà nó biết nói nó cũng chưa nói được kiểu như là mới chết đây chứ chết lâu là nói được nha dông nhi chết lâu là nói được nha đó mới chết đây thôi rồi cũng cứ ngồi cười khắc 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 khắc, khắc như vậy đó đó rồi bắt đầu hên ba cái đồ cúng nãy giờ chưa có rờ mó được gì chưa nhậu được gì chân á đem vô ngồi cúng rồi dặn chạy ra là quá mua ba cái đồ cái đồ len keng lóc cốc này nọ của một nít đó mọi người ba cái đồ ấy đồ chơi nít đó để nguyên bàn không có nói tiếng nào hết trơn á không có khấn vái xin phép ừ thôi thả ra tại vì vong nhi mà nó nói còn không được thì lấy cái gì mà nó nghe đúng không thành ra là cứ cúng cúng khấn khấn cúng cúng rồi đọc những cái kinh kệ thôi chút xíu sao bà chị hai bảo bà ngã ngang qua à, ngã ngang qua cái báo đầu bà ngồi vậy bà cũng không có nhớ gì nữa ừ sao tự nhiên để heo quay dịch quay rồi nhang đèn này nọ tùm lum tùm la không có nhớ cái gì hết đó thì cái lúc đó mới xong nha nhưng mà không có dám để cho bà chị hai ngồi đó nữa lẹ 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 kêu chạy ra ngoài chùa nè bây giờ cũng chiều chiều chắc là mấy sư chưa chưa có đóng cửa đâu đi ra ngoài đó rồi vô sư rồi xin ba cái dây Niệt đồ đeo đi những cái dây mà à, sẵn mua rồi xin cho nhỏ mới đẻ luôn xin những cái dây dâu tầm ăn đó mọi người đó đeo vô trong tay như vậy nè chứ để dông dế nó nhập hoài nhỏ này nó yếu dí quá đó thì lúc mà ra sinh rồi đi về nọ đồ cũng bắt đầu mới hết đó thì bà chị hai bớ đó thêm được tháng nữa tại vì nuôi bầu mà nuôi bà đẻ thì phải nuôi ra tháng mới được mới được về đó thì ở thêm tháng mấy nữa là không có bất kỳ cái chuyện gì xảy ra luôn nhờ là có những cái dòng đeo đồ này nọ là như vậy đó ha mọi người ha rồi ở trong sớm là một hai bữa trước một hai bữa đầu đó thì cũng sợ sợ cũng ớn ớn nhưng mà rồi từ từ cái ta thấy cũng, cũng bình thường bà chị hai thì bà cũng lánh lợi đi cũng trời ơi bà cũng chạy đôn chạy đáo phụ giúp mày nọ đồ ta thấy cũng hơi cũng tội nghiệp từ từ cái cũng hết kỳ thị mọi người chứ mới đầu sợ nha nói nào nói chứ một hai bữa đầu trời ơi bây giờ mớn ớn lại ngồi nói chuyện cứ ngồi dê yeah, ve yeah, này sợ hồi nhập vô mới nhất là mấy bà đàn bà đó ngồi kế bên là ngồi tụm 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 lại cứ ôm 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 người như này sợ hồi nữa nó bóp nó giật rồi nọ đồ nữa đó nhưng một hai ngày qua thôi không có kỳ thị cũng dù sao cũng là ông nít mà tổng tội nghiệp đó, nó nó biết gì đâu đó rồi sau một tháng là đi về quê là coi như không còn gặp thêm bất kỳ cái chuyện gì luôn nữa ha mọi người ha đó rồi đó cũng là cái cái câu chuyện thứ hai cũng là cái câu chuyện cuối cùng của một bạn tên là Tới đã gửi về cái câu chuyện nó cũng khá là 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 kinh dị như vậy luôn ha rồi thôi bây giờ là mình sẽ chuẩn bị qua tới cái câu chuyện của những người tiếp theo Thì trước khi qua câu chuyện người tiếp theo cho mình xin quảng cáo chút xíu Mấy ngày nay cái bánh trung thu thì cũng có bốn loại nhân thì mình cũng quảng cáo hết trơn rồi Đó thì bây giờ ở nhà cũng còn cũng không còn quá nhiều đâu Cũng còn khoảng cỡ vài chục hộp này nọ đâu có ai mua thì vào trang ăn vặt mua giúp mình Hôm nay là mình sẽ quảng cáo à, Những cái đồ ăn vặt của bên mình á Thì khô bò bây giờ là mình đang tạm hết trơn rồi nha Mình hết cũng mấy tháng nay Mình cũng đang hy vọng là là mở cửa tất cả Cũng hy vọng là qua tháng 10 đó mở cửa trở lại hết thì mình để sản xuất tại vì á cái khu bảo viên này mình còn hủ nè không dám ăn luôn đó để đó như vậy bây giờ ăn là hủ cuối cùng ở nhà nè mọi người đó cứ để để có cái để mà chân đó cũng hy vọng là có để mọi người mua ha nhưng mà hôm nay tập trung vô là mình sẽ quảng cáo về cái lạp xưởng lạp xưởng của mình thì bây giờ vẫn còn nha mọi người nha cái lạp xưởng này là bởi vì khi mà cái bánh trung thu mình nói rồi cái bánh trung thu mình là mình cũng làm từ cái lạp xưởng này luôn đó là lạp xưởng hảo hạng nha mọi người nha chuyên để làm những cái loại bánh cao cấp bánh của bên mình những cái thập cẩm lạp xưởng nè không có xài được cái lạp xưởng này đâu tại vì nó nó mất tiền của cái giá vốn nó cao mình bán không có được đó thật sự là nhà mình kinh doanh hai chục năm nay mình nói cái bánh này cái bánh chung cái cái lạp xưởng này là chỉ bỏ vào những cái bánh mà gà quay vi cá hay là à, gà quay dâm bông mình nọ đồ những cái loại bánh mất tiền đó mà mọi người mấy ngày nay mọi người mua đó thì mới xài cái lạp xưởng này nè đó thì những người nào ăn cái bánh lạp xưởng cái cái bánh trung thu rồi nha mà cắn cái miếng lạp xưởng nha thấy nó ngon quá nha là 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 cái này nè đó thì hôm nay là mình sẽ quảng cáo cái này ha thì những người nào muốn mua một hộp như thế này á, là nó là nửa ký giá của nó đó là như mình nhớ mình cho mình một trăm sáu mươi ngàn mình lâu quá mình quên bán trung thu quên giá đâm á một trăm sáu mươi ngàn cho một hộp lạp xưởng như thế này ăn có thể là một gia đình mà khoảng cỡ ba bốn người mua một hộp chắc ăn cũng khoảng cỡ được từng lễ 10 ngày nha đó về ăn này nọ nó không có bị gắt dầu mà ăn với cơm ta nói ngang trời ơi nó bắt gì đâu mà nó bắt luôn ăn là nó nói là bá cháy bột chét luôn mua thử đi cái lạp xưởng bên mình là mình bán ok lắm đó là trong bánh chim thu mọi người ăn đó cái miếng lạp xưởng nó ngon ra sao đó thì mọi người thử tưởng tượng đi nguyên một cây như thế này ngang chiên lên cũng được nha chiên với nước cũng được nha hấp với nước dừa thì trời đất ơi đừng nói tới luôn ăn với cơm ta nói là khỏi chê thì thôi nhé luôn ha rồi những người nào muốn mua có thể là vào trong trang ăn vặt vũ mập com để mà đặt hàng ở trong đó mình cũng có còn vài loại ăn vặt như là khô gà rồi hình như là À, nuôi sấy nè. Đó thì trong đó là còn những món nào còn ở trên web còn có nghĩa là mình còn hàng. Mọi người có thể là vào đó đặt đặt hàng giúp mình nha. không. Rồi cảm ơn cả nhà rất nhiều. Điều bánh trung thu vẫn còn luôn nha. Mọi người ráng mua cho mình để nó hết. Chứ tồn kho cũng không biết làm gì nha mọi người nha. Rồi vào trang ăn vặt vũ mộc.com để đặt hàng giúp mình. Cảm ơn nhiều hen. Bây giờ mình sẽ qua tới cái câu chuyện của những người tiếp theo cái câu chuyện này á là do một bạn có cái tên là trần trần đức bảo bạn này bạn đã gửi về cái zalo cho mình và trùng hợp một cái nha cái câu chuyện này bạn kể về một cái lần mà cái nhóm người của bạn sáu người đó là có đi uh, du lịch ở vũng tàu và có ở là một khách sạn mình nói trùng hợp là bởi vì đó cái khách sạn ở vũng tàu này cách đây mình mình không có nhớ là bao nhiêu tại vì mình kể nhiều quá nhưng mà hình như mình nhớ thích đây khoảng cả mười mấy tập hai chục tập thôi mà có một lần mình kể về một cũng là cái vụ mà khách sạn vũng tàu luôn nè à. là khách sạn này luôn mọi người là cái khách sạn này luôn bạn mình kiểu như là diễn tả sơ thôi là mình biết cái khách sạn nó liền khách sạn đó thì trong cái những cái cộng đồng mà kể chuyện ma này nọ đó thì cái khách sạn này nó khá là nổi tiếng nhưng mà mình không có nói tên được tại vì bây giờ họ vẫn còn đang kinh doanh mình không có thế nào mà đá đổ chén cơm người ta được à nhưng mình chỉ muốn nói cho mọi người là đây là cái khách sạn mà mười mấy tập trước là mình đã từng kể luôn nhưng mà nó là một cái câu chuyện khác và cái bối cảnh khác và cái cách hù dọa nó cũng khác luôn nha mọi người nha nhóm bạn này á cũng còn khá là trẻ, lúc đó đi là sáu người, cách đây cũng mà vài năm nha. À, lúc đó là bốn nam, hai nữ à, Thì à, khi mà lên đây chơi như vậy do là còn trẻ với lại tâm linh tâm đồ cũng không có thèm để tâm tới đâu. Tới là chỉ là nhậu nhẹt hải sản tắm biển thôi. Thành ra là tới đó mướn phòng là thấy phòng bắt đầu là đầu tiên á là khi mà vô hỏi phòng như vậy nè. Cái khách sạn không có một chiếc xe nào ở dưới chân nó, có nghĩa là khách sạn nó rất là vắng. Nhưng mà vô hỏi cái bắt đầu á là bà chủ nó ở à, con con còn phòng giá rẻ lắm con lên à, à, thôi là hai đứa bay nè à, à, sáu đứa bay nè ở chung nha lấy cái phòng ba đi trên đó là cái phòng là nó có ba cái giường đôi luôn sáu đứa ở được luôn nha con mà được miễn cái là không có thang máy thành ra là mấy đứa chịu khó là bưng đồ lên giúp cô một cái trời ơi từ sài gòn mình lên mình chạy xe ông đa lên đây là mình mệt cũng chết rồi kiếm khách sạn có thang máy đưa đồ đưa đạt vali ba lô này nọ đồ chứ bây giờ kêu sách lên lầu ba thôi chắc nghỉ nhậu luôn nghỉ chơi luôn thành ra là bắt đầu là cái có một bạn đứng đại diện bạn bảo mà nói là dạ cô ơi à, thôi thôi bây giờ cô có lầu mà lầu một lầu hai gì không cô chứ trời trời ơi tụi con tự sài gòn ở đây hơn trăm cây cô kêu con vác cái vali mà đi lên tới lầu 3 thôi thôi chắc con ngủ một đêm tới sáng con trả phòng con về luôn chứ chơi bời gì cô cái bắt đầu hai vợ chồng à hai vợ chồng nó bắt đầu là đứng cũng dòm dòm như nó nói là sao không sao giờ, nói giờ, nói giờ nó không chịu ở chỗ này sao giờ mấy ơi đưa phòng chia cho nó đây được không được không? Tụi nó đi cũng đông mà. Nó kể đứa đại phòng nói cho tụi nó đi. đã là nói rù rì rì mà đủ nghe nha mọi người. Rì rì bắt đầu nói. Ừ. Ờ, vậy thôi bây giờ tụi con chịu khó ở hai phòng được không? Chứ bây giờ cái phòng nhỏ quá mà bây giờ nhét 6 đứa vô rồi công an nó tới nó, nó kiểm tra cái là nó phạt cô chết luôn á. Trời ơi bay ở đêm có mấy trăm ngàn. Rồi thôi đó bây giờ nè. Trên lầu 2 đó là cô có cái phòng là 202 với phòng 203 là nó sát bên dắt nhau luôn nha phòng là hai giường phòng một giường là đủ cho sáu đứa bay đó thì bị 1 cái là lên lầu hai thôi còn mấy chỗ kia là có khách hết trơn rồi lên trên đó ở đi thì, thì, thì bị cái là tách phòng trên nó cũng gần vừa nghe một cái là ok rồi lầu hai đỡ hơn lầu ba bắt đầu là mới giác lên thì khi mà ginh lên Ginh lên trên đó như vậy bắt đầu là cũng vô phòng tất cả mọi thứ nó cũng bình thường cũng không có phải là âm mưu gì đâu rồi cũng xuống bắt đầu là đi dạo biển đi chơi liền luôn không có ai để ý tới cái thái độ mà tại sao mà ngay từ đầu không đưa phương án nó ra đi tới khi mà đưa hai lẻ hai hai xong cái hai ông hai ông bà dòm nhau rồi kiểu cái này cái nọ nó nó hơi lưỡng lự nó kỳ à, không ai để ý tới cái chuyện đó cả bắt đầu tối hôm đó ngay cái đêm đầu tiên à, lên trên đó rồi đương nhiên à, hai phòng như vậy thì hai bạn nữ sẽ ngủ một phòng còn bốn bạn nam là sẽ ngủ phòng còn lại hai bạn nữ ngủ phòng 202 còn bốn bạn nam ngủ phòng 203. lẻ mọi người nhớ tới đó nha thì ở bên đây đó bạn hai bạn nữ này là có một bạn trong đó khỉ lắm mình, à, mình đặt lại một cái tên tên là à, quỳnh đi ha bạn một bạn tên quỳnh và một bạn tên thủy đi ha à, cho nó đỡ lộn nha thì ở trong đó tối ngủ như vậy đó vô không có gõ cửa gõ kiếp cái gì trên trên vô là lũi vô ở luôn à vô vô phòng vô, ở, ở luôn thôi tối hôm đó bà thủy bà khỉ lắm bà nói với quỳnh nói trời ơi bây giờ nằm đèn chút nha tôi mò mò qua hả tôi qua bển tôi gõ cửa xong cái tôi chạy về tại vì kiểu như phòng kế bên như vậy phòng cặp dách nhau hai cái cửa kế bên mình mình mở cái cửa ra mình mình lòi cái tay ra mình gõ cửa cái mình đóng cửa liền cho hù hù chọc ma mấy ông kia chơi đó bà quỳnh nó ừ thôi mày làm gì làm nha lỡ có gì mà tụi nó chửi là <laughs> chửi mày ngang không có chửi tao nghe không nói, ừ trời ơi đi chơi phải giỡn chút xíu chứ giờ đâu ngủ nghe gì đâu đó thì bà thủy bảo mới mở cái cửa ra thì cái cửa hai cái cửa kế bên nhau thì vừa mở cái cửa bên này thì kiểu như là bước ra khoảng cỡ hai ba bước chân là tới phòng bên kia rồi thì bà vừa bước ra ở trong đây nè bằng mình bán nói thì cũng ngồi đợi thấy nó mở cửa nó rón rén mà kiểu như đi chọc người ta mà rón rén đi ra như vậy nè mà sau mình đợi khoảng cỡ đợi cũng khoảng cỡ là ba bốn mươi giây bình thường là mình đi qua mình mở cửa khoảng cỡ 10 giây nè bước qua bước gõ cọc cọc cái mình bước về liền không tới 10 giây 5 giây là cùng hai phòng sát bên mà sao nó mở cửa đi ra đâu khoảng cỡ độ 1 phút 2 phút gì đó ngang là 60 giây 80 giây gì đó ngang Mà nó vẫn chưa vô mà cũng không có hề nghe cái tiếng gõ cửa gì trên Nó không lẽ nó xạo xạo mình nó giả bộ nó gõ cửa xong trời nhỏ nẻ mê trai Chắc nó gõ cửa xong nó đi qua bển nó ngồi nó chơi với mấy thằng bển luôn không chịu, chịu rủ mình qua nó cho mình nằm bên đây một mình Bà Huỳnh bà mới bực bà tính là bà học cái dép bà bước xuống giường bà đi ra bà coi coi làm sao Bà vừa bước xuống giường một cái ngang bà thủy ngang bò từ ở ngoài bò vô không có đi được luôn mà bò bò vô mà cái mặt miếu mà không có la ngộ lắm kiểu như tùy người có người gặp ma la làng la sớm có người gặp ma cái không có dám la bò như vậy quên ơi quên ơi quên 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 đỡ vậy nói gì mày làm vụ gì vậy ơi nó gặp ma nó gặp ma nhỏ này giỡn giỡn mày đi chọc ma người ta người ta không sợ mày thôi chứ mình làm gì mày mày quay ngược về đây mày chọc tao Hay không tao nói thiệt tao mới gặp ma đi chỗ cầu thang nè nói vậy không nghe đổi hết trơn á vậy vụ gì đó lên lên giường nó nghe trời ơi nãy tao đi ra tao vừa mở cái cửa ra tao lú cái đầu tao bước qua hai bước tao tính là tao đưa cái tay lên tao gõ cốc 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 mày nọ đồ hù con ma được chơi vừa bước ra cái kiểu như là cái hai cái cửa phòng đó là bị cái là nó đối diện với chỗ cầu thang luôn cầu thang bộ luôn vừa bước tới đó cái thấy cái kiểu như là chưa kịp gõ cửa thì thấy bên cái trái mắt của mình nè à, cái trái mắt bên này là, là nó cái gì nó chớp 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 mà nó chớp không phải là chớp nhanh không phải là chớp đi chớp xi si nhanh mình nha mà chớp kiểu như là chậm chậm đó sáng cái tối sáng tối chậm chậm như vậy nè thì bà thủy này kiểu như quán tính thì bà cũng dòm qua trời ơi khi mà bỏ buộc bà, bà, bà dòm một cái nha bà thấy một người phụ nữ đang đứng ở dưới cái cầu thang nghĩa là cái mình mình đứng như vậy mình muốn thấy là mình phải nhìn xuống như vậy nè đã thể thấy chớp chớp mình quay mình nhìn xuống như vậy nè thì bác đứng ngay chỗ cái lầu cái cầu thang mà ở tầng 1 lên tầng 2 nó có cái khoảng nghỉ đó ngang là đứng ngay chỗ cái khoảng nghỉ đó, đó. đứng nó ngang mà đứng như vậy nè hai tay hỏng xuống như vậy nè đứng sát vô tường mà nó giống như là bị treo lên trên tường như con thằng lằn hay là bị dính vô trong tường vậy đó hai cái dai rụt lên như vậy là dính vô trong tường như vậy nè cái đầu gục xuống như vậy nè mọi người trời ơi nó kinh dị cực kỳ không thấy được cái mặt mà tóc tai tao nó rủ rượi tóc tai rủ rượi mọi người tưởng tượng là tóc nó phủ xuống che hết mặt mà nó che hết phần trước luôn thấy tóc không thấy tóc và cái 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 tay nhân cái da thì nó xám xịt nha mặc nguyên cái đầm màu trắng nha mọi người nha mà cái đầm của cái kiểu như là xì tai của ma đó thương hiệu là của gót của ma đó ha đó là đứng như vậy nè ha mà cái người đó lúc đó thì nó tối thu kiểu như là nó chìm và bóng tối luôn không thấy gì hết khoảng cỡ được cỡ nửa giây một giây cái nó sáng mà nó sáng từ từ nó sáng lên cái nó tối lại sáng lên nó tối lại bà thủy bà đứng cứng ngắc luôn giọng cái thứ mà hay mà kiểu như hù ma người ta là sợ ma dữ dằn lắm khỉ khỉ ghẹo người ta vậy đó bà đứng bà đứng cứng khừng bà trợn con mắt cái cái mỏ bà hả ra như vậy nè bà, bà, đứng bà dòm luôn vậy đó chứ không có còn la được cái gì nữa mà cứ lúc sáng lúc tắt lúc sáng lúc tắt như vậy nè thì trời ơi khoảng cỡ được khoảng cỡ 15 giây sau đó nha thì khi mà nó sáng lên cái lần cuối cùng chớp kiểu như là sáng tối sáng tối đâu năm bảy lần đó thì tới cái lần cuối cùng sáng là một cái người phụ nữ để bắt đầu là mọp xuống bò nhảy từ dưới từ bò bò mà bò xuống dưới nha chứ không phải là bò ngược lên bò thủy chắc là phải chết rồi đó là bò kiểu như là vừa sáng là một cái bắt đầu là Hãy cái người xuống cái kiểu như mình đang đứng tường là mình ngã cái người xuống cái cái sàn nhà cái là bò, bò 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 xuống cầu thang chứ bò bốn tay bốn chân mọi người tưởng tượng nó kinh dị cỡ nào bò bốn tay bốn chân mà bò lẻ, lẻ 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 nghe mà nghe cái tiếng mà móng tay mà nó cào xuống dưới nền nhà mọi người nghe À, nghe bò vô luôn nghe gặp như vậy nè trời ơi lúc đó là bà thủy bà té cái bệnh bà té cái bà bò ngược vô trong cửa bà ơi quên ơi là như nãy mình kể đó trời ơi diễn tả tới đó thôi nha là hai bà đó, đó nói là mặt xanh như đít nhái rồi ngang không có dám cái phòng kế bên nè không có dám đi ra kêu bốn ông kia qua luôn lấy điện thoại ra gọi bốn ông đi qua đây đi mấy ông qua đây ngủ tụi tôi đi ghê lắm đó chạy qua đây mới kể lại câu chuyện như vậy đó rồi cuối cùng sao à bây giờ có nghĩa là bốn ông kia nói thôi bây giờ nè ở bên kia là có phòng hai giường phòng hai cái giường đôi thì thôi bây giờ đi qua bên kia ngủ cho nó rộng chứ bây giờ phòng này chút ép mà nhét sáu đứa vô sao được mà hai cái bà bà thủy và bà quỳnh không dám bước ra khỏi cửa phòng luôn trời ơi bây giờ nè có bốn đứa tôi nè đó là hai ông kè một bà đúng chưa hai ông kè một bà có cái gì đâu mà sợ mà không đó tại vì nó kinh dị quá đối với đối với bà thủy đó nghe là nó kinh dị quá rồi không có dám bước ra khỏi phòng một một giây phút nào nữa hết trơn đó thành ra cuối cùng là bốn ông kia cũng phải chịu thôi mình cũng phải là lady first mà mình cũng phải ý của phụ nữ sao mình phải nghe chứ rồi bốn ông nằm ở dưới đất này, nằm xung quanh giá hấp vòng như vậy hai bà kia nằm trên giường tưởng vậy thôi không có mọi người từ đó cho tới sáng nghe không cái bạn cái bạn mà kể chuyện bạn bảo bạn kể chuyện lại nữa không dưới 10 lần thật sự là không dưới 10 lần là gõ cửa không cứ tối ngủ là gõ cọc 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 hai ba lần đầu tiên còn đi ra hỏi ai vậy lễ tân hả có gì ông chị mở cửa ra không có gì này nọ đâu còn mười mấy lần sau là thôi nằm im ru luôn mà song song theo cái tiếng gõ cửa như vậy là còn nghe cái tiếng mà tiếng chạy nữa mọi người cái tiếng chạy nè chạy mới đầu là nghe lẹp bẹp lẹp bẹp bẹp lẹp, lẹp, xong đi khoảng cả đâu nửa đêm á nghe cái tiếng mà mọi người biết cái những cái đôi dài của những cái đứa nhỏ không mình có con em mình mình giống như bé bơ mình nó cũng có cái đôi dép mà nó có cái cái kèn ở dưới cái đôi dép mọi người đạp nghe tít 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 tít, tít đó cái 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 cái, 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 cái kèn hơi đó cái đạp rồi chạy cái nghe tít 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 tít, tít, tít như vậy nè đó mà nghe nó không có lớn nghe nó không có quá lớn đâu nhưng mà nó nhỏ nhỏ đủ vừa đủ nghe thôi lúc xa lúc gần lúc lầu ba lúc lầu một nghe rồi lúc lầu hai ở ngoài lan can nha nó chạy giỡn nó gõ cửa nó làm y xì đùng hết trơn nguyên một đêm sáu đứa không ngủ được miếng nào hết trơn cứ mỗi lần mà nghe gõ cửa một cái thôi nó nghe là trời ơi bảo trong đây la làng um sùm rồi nằm ôm nhau quấn này nọ đồ sợ cho tới sáng 4 giờ mấy 5 giờ sáng đó nghe bắt đầu là mới xong này nọ thấy mặt trời lên qua cửa sổ rồi nọ đồ đó nguyên một đám lui cui ngồi dậy mắt đứa nào đấy là như con gấu trúc thức nguyên một đêm mà thành ra là không có mà vui vẻ mà chơi bời biển bùng gì nữa trơn xuống là trả phòng là đi về Tao nói ngang nhìn mặt của cái bà chủ nhà khách sạn đó ngang các ánh mắt mà hận thù còn bà kia nhìn lại mấy đứa này cầm tiền khi mà trả tiền nè ừ là hai phòng đó là năm trăm triệu vậy đó cầm tiền mà cái mặt có vẻ rất là ái ngại luôn mà cứ không thèm dòm giống như là biết chắc chắn rồi siu no again rồi thành ra là cứ cứ dòm dòm chỗ khác là cứ cầm tiền là cười 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 như vậy thôi chứ giống như là người ta biết rồi nhưng mà cái này mình phải nói cái thái độ là gì bây giờ người ta bỏ ra khách sạn ở vũng tàu mặt tiền mọi người tưởng tượng gần biển người ta bỏ ra mà nó không phải là vài tỷ có thể là mười mấy tỷ luôn mà bây giờ bỏ tiền ra mua ngay khách sạn có ma đó là bây giờ nếu mà không kinh doanh thì thôi chắc là ngân hàng này nọ tiền nhà băng hàng tháng ai trả Thành ra là bắt buộc biết như vậy rồi cũng phải kinh doanh, biết khách hàng mình vô sẽ gặp ma nhưng mà thôi Bây giờ toàn khách giảng lai like không mà Ở chim trời cá nước mà mình hốt được như mình hốt chứ biết làm sao giờ Đó, đó, ý mình nói như vậy là cái thái độ của bà chủ là chứng minh cái điều đó như vậy Lực bất đồng tâm không có làm được cách nào khác hết trơn Thôi mày ghét mày ghét kệ mày chứ bây giờ uh, Mày ghét tao bây giờ ai thương tao giờ tao phải kinh doanh chứ biết làm sao giờ Đó đó là những cái hiện trạng mà lý do tại vì sao có nhiều người ta hỏi Trời ơi, thời đại giờ rồi sao có khách sạn có ma biết khách sạn có ma sao khách sạn có ma đâu mà kể hoài đó là những cái câu chuyện nó lý do lại sao mà lúc nào cũng có là như vậy đó ha mọi người ha đó thì đương nhiên à, những bạn này thì cũng kể ra cũng nói tên khách sạn nói tất cả mọi thứ như mình thôi à, nếu bây giờ mình công khai cái tên ra như vậy nó rất là kỳ à, mình đạp đổ chén cơm của người ta nữa biết đâu vì cái lý do đó khách sạn nó ế ẩm rồi người ta kiện tụng này nọ đồ tùm lum tùm la rồi à, thất bát nhiều rất là nhiều cái à, nhưng mình chỉ nói với mọi người là nếu mà vào lỡ như vào những khách sạn như vậy đó bất kỳ khách sạn nào khác thì mọi người gõ cửa trước khi vào giúp mình mình đã kể rất là nhiều lần mình chỉ rất là nhiều lần trong những câu chuyện khác rồi thành ra mọi người cứ men theo cái đó mà làm thì có thể là mọi người sẽ được tai qua nạn khỏi nha mọi người ha đó rồi đó là cái câu chuyện về khách sạn ở Dũng Tàu do một bạn tên là Trần Đức Bảo đã gửi về ha bây giờ nè mình sẽ qua tới cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay ha cái câu chuyện này á, là một cái câu chuyện ngắn mà mọi người nghe qua nó cũng rất là quen thuộc nhưng mà nó có một cái mới lạ, một cái nó rất là hay, một cái một cái điểm nó rất là hay trong câu chuyện này. À, câu chuyện này do một bạn tên là Huỳnh Thi, bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Bạn kể là câu chuyện này nó xảy ra cách đây là cũng 5 năm nói về một cái ngôi chùa cái ngôi chùa này á nó có một cái tên riêng mà bạn này bạn không có nói tới mà không có nói tới cái cái tên đó cái ngôi chùa đó khi bạn còn nhỏ nó lúc bạn còn nhỏ bạn cũng hay đi với ba mẹ lên đó rồi thắp nhang bái phật thì nó nói chung là cũng rất là ok một cái chùa nhỏ thôi không phải là bự quá đâu nhưng mà rồi sau một cái vụ đó thì cái ngôi chùa này nó trở nên nó âm u và nó chết luôn một cái tên luôn cái tên của ngôi chùa đó hầu như là không có ai nhắc tới nữa mà người ta gọi đó là cái chùa bà sáu Ủa cái chùa bà Sáu là sao Bộ bà Sáu bà là Nico ở trong đó hay là bà chủ gì Không Bà Sáu là một cái vong hồn Trú ở kế bên ngôi chùa đó Có một cái cây Nó có một cái cây và bà trú ở trong cái cây đó Bà hù chọc người ta riết Mà người ta phải đặt luôn cái tên ngôi chùa Là cái tên của bà luôn thì mọi người thấy rồi đó À là chết cái tên như vậy luôn em Thì cái bà Sáu đó Uh, thật sự khi mà bà mất như vậy nó nghe là người ta không có biết có phải là bà thứ sáu hay không mà người ta cũng không có biết bà tên tuổi là cái gì bởi vì người, 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 mộ của bà ở gần cái lắm mộ của bà thì ở đằng sau lưng chùa đó có một cái ngôi nhà bỏ hoang giống như là khi mà bà mất bả quậy con quậy cháu riết hiện sau đó là con cháu người ta bỏ xứ người ta đi luôn có một cái ngôi mộ đất không có một cái bia luôn không có một cái bia mộ nào ở đó luôn nha mọi người nha thành ra đó là người ta cũng không có biết tên tuổi bà là gì vậy còn lý do tại sao gọi là bà bà là bà sáu cái điểm hay nó nằm ở chỗ này nè cái thời gian đầu đó cái là nghe được người ta kể là cái thời gian đầu khi mà bà vừa mới mất như vậy là con cái bà vẫn còn ở hai vợ chồng với nhau hay gì thôi kiểu như hai chồng con bà đó là cũng ở trong căn nhà đó căn nhà lá cũng tồi tàn bình thường thôi không có gì hết trơn á thì lâu lâu đó thì có có bà bán nước mía cũng có nè có bà bán bắp xào cũng có rồi những cái người người ta bán mua người nọ đồ lắm nó tới tới đòi tiền hoài hả bây giờ tôi nói hai chồng bay rồi, má tụi bay mua đồ tao rồi, nói hôm nay tới nhà lấy rồi đâu rồi hai chồng kia nói ủa dạ má con chết đây hai ba năm rồi mà mà cô nói gì cô nói vậy rồi, sao không chết được đó mới tối hôm qua ba đứng trước cổng chùa rồi ba đứng kế bên chùa ngay chỗ cây ba đứng ba bắt tao vô ba mua nè nó giờ mua gì cô bà bán bắp mua sáu trái bắp bà bán nước mía mua 6 ly mía à không phải là mía không phải là ly mía mà gọi là mía mà người ta bán khúc khúc á là mua 6 cây mía đã bánh mì mua 6 ổ cái gì cũng sáu 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 không không hiểu lý do tới bây giờ chẳng ai hiểu tại sao bảo lại mua 6 không đã cứ hỏi cứ cự qua cự lại nọ đồ vô nhà có những người người ta lục đồ lục đấy mọi người nha ví dụ như nó thịt đi thịt heo bao mua 6 kg thì tiền nhiều mọi người thịt heo mà nó trung bình trăm trăm mấy ký mua 6 kg là nửa triệu bạc của người ta chứ đâu phải giỡn đâu vô bếp để lục là không có đi ra sau mộ thấy đi ra sau mộ nha bán bánh mì đi ra sau mộ thấy nha bánh mì mà bị xé rồi mọi người bị xé không không ăn uống gì trơn á mà xé dục rãi rãi vòng vòng cái mộ nước mía thì để chụm cái sáu ly để ngay chỗ cái bia mộ như vậy đó đó rồi bà bán thịt cũng vậy ra thấy thịt đồ thịt thừa đồ quăng mà nát bấy hết chân nha giống như là có cái dấu mà bị cắn nát gì đó là dục bấy ngay ở đằng sau đó hết trơn đó rồi riết cái bắt đầu là người ta phải bỏ nhà bỏ hoang căn nhà đó để mà người ta không có dám mở luôn thì cái câu chuyện á nó, nó cứ tiếp tục nó cứ nó cứ tiếp diễn hoài ví dụ như rau là sáo bó cái gì cũng sáo 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 hết trơn rồi dần dà như vậy những cái người người ta đi ngang người ta rất là sợ Thành ra đó là mới đầu cái chùa đó có tên à, Nhưng mà rồi bắt đầu là cứ cái vụ ma nó nổi tiếng quá đi Thành ra là người ta cứ gọi chết tên ừ ở chùa chùa bà Sáu nó hỏi sao vậy nó ừ ở đó có cái dòng hồn Đi ngang vậy là bà cứ mua đồ mua đạt cái gì bà cũng mua sáu sáu hết trơn Rồi dần dà người ta sợ của người ta cũng không có dám đi những cái 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 cái, cái ngôi chùa kế bên nó luôn là như vậy đó mọi người Và cho tới bây giờ luôn nha mọi người nha lâu lâu Ngày xưa thì nhiều lắm ngày xưa cứ cũng không khoảng cỡ tháng tháng mấy cái là có một vụ như vậy à mà tới sau này khi mà người khi mà vợ chồng nó bỏ nhà đi rồi đó nghe đi ngang á người ta kể như vậy nè khi mà đi ngang thấy bà từ gốc cây bả đi ra bả nó sơ lên gốc cây nè bả đi ra bả quắt ví dụ như mình nói là cái bà bán bắp đi cô cô bán tôi sáu à, trái bắp mỹ đi cô nhà cũng lẹ lẹ cũng bỏ bỏ cho nó hỏi đưa như vậy nè cô cô Ờ, uh, nhà tôi sau lưng cái chùa nha nhà nhà tôi có sau lưng cái chùa có cái, cái, nhà lá đó bây giờ tôi không có lỡ tôi không có đem theo tiền mà thôi thèm nhìn bắp nhìn bắp thèm quá tôi về tôi mua cho mấy đứa nhỏ nó ăn ờ, uh, đó ngày mơi đó cô đẩy lại cô đi ra sau chùa cô thấy cái nhà cô, uh, cô, cô, cô kêu hai vợ chồng con tôi nó trả tiền hay không trời ơi sáu cái bắp cũng đâu có ai nghĩ là trời ơi ai mà giật dọc của mình với lại nhìn bà này bà cũng lớn tuổi mà Người ta ai ai tên ai nói mà khi mà gặp bà đều kể lại là bà tầm khoảng cỡ độ 50 mấy 60 gì đó thì những người cũng vậy không lẽ giờ người ta lừa lọc lừa gạt gì? Có sao chơi bắp có bao nhiêu tiền đâu. Rồi cũng ok. Đó là tới sáng hôm sau tới đó thôi thì cũng vô cũng đòi vô đó thấy căn nhà nhà bỏ hoang. Nhìn kế bên ngôi mộ thấy bắp này nọ đồ bẻ làm đôi nha. Mà thấy có cạp mà là một phần thì cạp mình nói là ăn giống như là gọi là tề thiên ăn vậy đó ăn nửa bỏ nửa đó. Rồi còn phần còn lại là coi như là dòi bu này nọ rồi bắp mà người để mà đêm hôm mà sương ngoài gió mà Tới sáng là nó u nó thiêu là nó móc meo hết trơn rồi đó rồi bắt đầu la làng la là sớm chạy ra ngoài chợ kể lại nói trời ơi bà mới về đây bà bán bắp bà không biết đó chứ cái bà sáu đó bà nổi tiếng dữ lắm ở đây ta nói ngang bán mía bán bánh mì này nọ đồ ngang đi ngang bán rau bán bọng rồi đi ngang đó là bà cứ mua sáu món sáu món bà làm tới thôi đêm hôm mốt đừng đi ngang đó nữa cái chùa đó ngày xưa có tên bây giờ còn kêu là cái chùa bà sáu là biết rồi đó đã riết là dần già không có ai dám đi ngang nhưng mà mãi cho tới sau này nè tới bây giờ đó bạn thấy bạn lớn lên luôn rồi đó nghe thì lâu lâu khoảng cỡ độ vài tháng năm gì đó nghe là nghe la làng la sớm này nọ đồ lại bị nữa đó nhưng mà ngày xưa thì nhiều còn bây giờ thì cứ năm một hai vụ một hai vụ như vậy thôi à cho tới bây giờ vẫn còn luôn ha mọi người ha đó rồi đó là một cái câu chuyện ngắn ngắn nhỏ nhỏ nó cũng không có quá kinh dị cho lắm à nhưng mà nó có một cái điểm hay nha không biết lý do tại sao thì bà cứ mua đúng sáu món như vậy không ai giải thích được luôn ha rồi đó cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay luôn ha mọi người ha À rồi, thì cuối cùng mình cũng xong ha. Thì hy vọng mọi người cũng thông cảm giúp mình là mình hơi kể, hơi trễ trễ chút xíu Bởi vì cho tới bây giờ khi mình ngồi đây mình kể chuyện nè cái vaccine mình chích cách đây cũng hai ngày rồi đó và mũi hai rồi đó nha nhưng mà nó vẫn còn hơi mệt chút xíu thành ra hồi nãy giờ mọi người nghe từ đầu chuyện nó thấy lâu lâu mình đằng hắn đó. giống như nó hành mình cái cái giọng của mình nó hơi đạt chút xíu thành ra là lâu lâu cái mình cũng phải là khạc đờm mày nọ đâu thì mình mới ngồi mình kể nổi thôi bây giờ cũng cố gắng phục vụ cho mọi người cũng hơn một tiếng đồng hồ rồi để những cái thời gian sau đi khi mình cái, chỉ như mình phục hồi sức khỏe hoàn toàn rồi đó là mình sẽ cố gắng kể càng dài càng tốt để phục vụ cho mọi người ha mọi người ha rồi nhớ giúp mình hôm nay là cái chương trình quảng cáo của lạp xưởng hảo hạng do nhà vũ mập ha mọi người ha đây là cái lạp xưởng mà mình làm với những cái loại bánh rất là ngon mà kiểu như là mọi người đã ăn từ trước tới giờ nha thì muốn mua hàng có thể là vào trong trang ăn vặt vũ mập com để đặt hàng ủng hộ cho mình nha mua về để dành ăn từ từ khỏi đi chợ đi búa gì á mất công bây giờ thì dịch giả nó cũng nguy hiểm nha rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn ha dưới mặt xin chào tất cả mọi người.